Xin chào Man ơi. Xin chào anh ơi. Ta xin chào thế à. Nói tiếng Việt đi. Cô chú ơi ăn cùng con nè. Cô chú ơi ăn cùng con. Đó, biết rồi đó, giỏi. Bữa nay mình nướng thịt mọi người ơi. Bắt cái ta, bột ra. Đó, từ từ nha. Cái này là thịt cổ mọi người. Thịt cổ. Chơi chơi gà nè. Đó. Ta nhìn vào thấy không dữ vậy đó. Mình mua hai góc vậy nè. Mình thấy nó thịt mà ba chỉ á mọi người thì nướng thì nó cũng ngon nhưng mà ăn nó ngán rồi, nó thịt cổ. Bữa nay mua cái thịt cổ ăn cho ngon. Ở đây mình có kim chi mọi người, kim chi nguyên bắp. Đó. Ồ. Thấy ngon chưa? Nấm đùi gà. Ngon quá. Nướng chảo vậy thì nó cũng hơi bị lâu hơn là nướng lò than mọi người. Nướng là lửa than hồng thì nó sẽ nhanh hơn. À, mình đứng đây mình cắt cho cha qua nè mọi người. Ok. Để mẹ cắt cho con. Bắt tôm. Mẹ cắt kim chi cho con nghe. Nè. Không, kim chi ăn. Không ăn kim chi hả? Dạ. À, vậy thôi nha. Dạ. Ăn chưa được. Giang con hả? À, mình ăn cùng với rau mọi người. Rau tại vì để đây không có nhìn thấy. Rau cải salad với lại rau nhiếp. Ở đây là cái củ cải trắng ngâm chua ngọt. Tại vì cái thịt nướng là phải có cái này nó mới ngon mọi người. Đậu tương. Đó. Chồng mình thì có cái Mẹ ơi. Đây nền tức. Đây nền tức. Đậu tương. Tỏi với lại ớt. Ớt này là loại ớt cay mọi người. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. My song. Hả? Để có rau nha. À bây giờ ông bánh đã thấy đã. Ngon không? Bị ngon không nè? Bánh đã thấy đã. Ờ. Ừ. Ờ. Ngon. Thay ngon lắm đi. Thay rồi. Cucu는 맛있어. 고기 아니고? 고추 오늘은 좀 맛있는 고추. Châu Anh hôm qua đi học có cô giáo người Việt Nam đến giống như kiểu một tuần đến một lần, khoảng một lần vậy mọi người. Cô giáo người Việt Nam, Trung Quốc thì giống như là đa văn hóa để dạy văn hóa của các nước mọi người thì là cô giáo đem cái hình áo dài đưa cho các con xem, các em nhỏ xem thì hỏi là cái đây là cái gì thì không ai biết hết. Chỉ có Che Quân Xuân Phong lên nói là
áo dài Việt Nam. Tại vì mẹ là người Việt Nam mà làm sao mà nhìn áo dài không biết được. Chào anh Hoa. Ừ. 다른 친구들은 모르는데 혼자서 아우 자이. 신제 담배만 해, 아빠 또 태워. 네. Mới lại nói chuyện có chút xíu mà chào gì hả? Nói nữa đi, bữa nay Châu Anh chưa có nói tiếng Việt Nam với cô chú nè. Nói tiếng Việt Nam nghe coi. Chào. Con nói tiếng Việt Nam đi. Hồi nãy mình đi đâu, nói nè. Bắt cái mưa đi. Nói tiếng Việt. Nãy đi chơi, chơi đâu nè. Cô chú ơi. Hôm nay. Hôm nay. Đi chơi bắt chân nó đi. Đi ra ngoài công viên. Công viên. Đi ra ngoài công viên. Công viên. Tại cô thả thắp thắm mô của mẹ. Mẹ thử chứ. Ừ. Châu Anh bị cảm rồi nè mọi người ơi. Cô chú ơi. Châu Anh bị ho mọi người. Bên này mà vào mùa lạnh bắt đầu em bé tội nghiệp lắm. Bị cảm liên tục. Như ở nhà thì không sao mà đi học á. Trời lạnh á, đi ra ngoài trời lạnh là gặp. Hoặc là em bé này bệnh cái lây cho em bé kia là bệnh suốt luôn. Đúng ạ. Em bé đó hả? Dạ. Ừ. Sài 많은 것도 되게 부드럽다. 어때? 매 거 고조해. 어때는 엄마가 거의. Đi hồi nào mà nó hôm qua hả? Hôm qua nó làm gì mà? Ngon lắm. Hôm qua có gì đâu. Ông nói là vậy. Đi hồi Tết rồi. Lâu lắm rồi. Kinh tế đúng bà. Ông nói là vậy đúng không? Đúng không? Khi đi bán á thơ. Hình đứa rồ. Thả tắp phải chụp kính nè. Vậy có làm sao thì nó thời gian. Tại nó xa rồi biết làm sao. Mẹ đâu biết làm sao cho nó gần lại. Hả? Hành có anh đồn thật tắp thế. Ngồi bé ba có 5 tiếng rất nhiều bi. Chị đồn bỏ nó thật tắp thế. Ngồi bé ba có 5 tiếng rồi đi về quê 5 tiếng nữa có 10 tiếng rất nghèo. Mình đi từ Gia Chu đi ra Kim Phô bằng xong bằng máy bay. Xong rồi từ Kim Phô đi đi lên sân bay lên trên bằng tàu điện ngầm. Rồi từ đó phải bay về Việt Nam. Rồi xong rồi từ Việt Nam là phải đi xe taxi về quê. Giống như về quê rồi phải đi xuồng về trong nhà nữa. Nói chung là từ biển, từ ở dưới nước mà lên tới bờ luôn. Lên tới không gian luôn. Đi một lần là đi đủ thứ. Bé có thách cho nó, cô ăn cà sổ. Cô đi xuồng phổ trị chán á. Cái thông ngân cà sổ. Thì anh thật của ông ăn cà sổ. Chị bị thú ra gà, chị cứ nét chán á. Thế giờ chị bị thú ra gà. Thú ra là để mẹ taxi thay đấy. Ờ vậy đó hả? Ừ phải đi taxi. Taxi, taxi là thay bao nhiêu thay đến đó. Ừ phải biết kiếm tiền đó mọi người, phải biết kiếm tiền rồi mới đi nha. Rồi cô, chị phải thú, nhớ cái thú cho con cái thú này ô tô phải đủ thay đấy. Rồi cô, ủ đi ổng ngang gái tờ ô tô phải thật đó. Mà tờ ô tô phải chú thay đấy. Con phải kiếm tiền nhiều mới đi được. Mình thay đến cái 비행기, 지하철, 택시, 그리고 배, 오토바이. 그러고 집에 돌아가는 거야. 맞아. 니가 건 캐나? 그러고 잠 먹고 잠자고 눈 얼지 돌아가자. 니가 con đi về ông ngoại xa mà đi mà đi tùm lum mấy cái giả vậy đó con thích không nè? Hả? À. Con đi xa con vất vả gì đó con có thích không hay là không thích? Thích. Thích hả? Dạ. Thích muốn đi nữa hả? Dạ. Mệt nhưng mà thích hả? Dạ.
Đúng thật tấp thế tu thục tha. Tấp tấp thế tu thục tha. Chơi cái đồ khả nhí cái đồ mơ hên mô kè. Giờ là tới ăn cà chua nữa rồi đó. Cô ta la chị cờ chứ. Con ăn cái kia đi. Ừ. Mua cái cà chua về ăn 2-3 ngày rồi hết chưa? Thịt nướng mà ăn với cà chua nó là khỏe hết trơn. Như giờ hả? Sao không mẹ? Mẹ thua sợ. Vậy nó hả? Nói tiếng Việt coi. Mẹ thích sợ. Mẹ thích hả? Dạ. Rồi sao nữa? Ôi ghê quá, giỡn ngốc trên cô ơi. Ôi. Trời ơi, ăn cái miệng nó ghê mà muốn chùi vô mặt tôi chứ gì. Ôi cô ba. Thôi cô ra tụi. Dính son đây nè. Thôi cô ra tụi. Gửi miệng sạch bon cho anh kìa. Ngồi sạch bon mở luôn kìa. Ổn cho anh cách cứ thay chứ kìa. Thay cho một chút sớm. Ta có sớm. Ừ, đó. Trời ơi, ghê quá, chào cô chú đi. Nha, chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú, bà bé tiếp theo. Bye.